Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 316, Ngự ban mỹ thiếp 1. Sau khi hạ chiều, Cảnh Hựu thần đem phương pháp đã nghĩ ra nói cho Tứ hoàng tử nghe. Tứ hoàng tử hơi trầm ngâm một hồi, liền mang Cảnh Hựu thần đến chữ Tú cung của Hoàng hậu. Chữ Tú cung mái nhà với những góc cạnh uốn cong tinh xảo, phía trên có chín con thần thú ngồi trấn, uy nghiêm trang trọng. Mái hiên lót bằng những tấm ngói vàng xen lẫn màu xanh biển đậm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như chủ nhân của tòa cung điện này. Bức hoành, tấm biển ghi tên cung điện đã nói lên quyền hạn trí cao vô thượng của nữ chủ nhân hậu cung. Sáng sớm, phi tần các cung đều phải đến chữ tú cung thỉnh an hoàng hậu, sau lễ thỉnh an hàng ngày chúng phi tần đều tự quay về cung của mình. Hoàng hậu bưng chén trà, vừa nhấp môi để nhuận ít hầu liền nghe cung nhân báo tứ hoàng tử và cảnh đại nhân lại đây, thoáng dừng một chút, liền buông chén trà, ung dung khoát tay, phân phó cung nhân cho bọn họ đi vào. Tứ hoàng tử và cảnh hữu thần hành lễ với hoàng hậu, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Vì thần tham kiến hoàng hậu nương nương, đều đứng lên đi. Hoàng hậu búi tóc kiểu mẫu đan, ở giữa đội mũ phượng bằng vàng, bên trái cài đôi châm kim hoa, bên phải là ba nhánh châm hồng bảo thạch, trên người là tuyết cầm phượng phục màu đỏ thầm lam cả người đặc biệt, ung dung hoa lệ chỉ có hoàng hậu mới được mặc. Bà đối với tứ hoàng tử cùng cảnh hữu thần mỉm cười gật đầu, nhưng đầu nhìn lướt qua mễ ma ma, mễ ma ma lập tức hiểu ý, phân phó đám công nhân, các người đều đi ra bên ngoài chờ đi. Công nhân mới vừa tiến vào trong điện đứng thẳng ở hai bên, nay quy củ chỉnh tề mà lui về phía sau từng bước, cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi chữ tú cung, tiện tay khép cửa lại, chỉ còn mẹ ma ma cùng hai đại cung nữ được giữ lại trong điện. Lư đồng mạ vàng trong khắc hoa đang đốt miếng nhan trầm tỏa khói lượn lờ, là loại hương đắt tiền chân quý, khói thơm tràn ngập đại điện, miếng trầm hương này là nghìn vàng một mảnh, cũng chỉ có nhất quốc chi mẫu, mới có thể có bản lĩnh mỗi ngày đốt nghìn lượng vàng hoàng hậu trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự khôn khéo, đảo qua trên mặt tứ hoàng tử cùng cảnh hữu thần. Thấy cảnh hữu thần đáy mắt hiện lên sự hưng phấn, liền đoán được bọn họ có sự tình gì muốn nói. Tứ hoàng tử dẫn hắn tới nơi này, khẳng định không phải chỉ là đến ngồi chơi một chút như vậy. Tứ hoàng tử cũng không phải người thích vòng vo, hành lễ xong, liền đi thẳng vào trọng tâm đề tài, xoay đầu lại, nói với cảnh hữu thần, ngươi đem biện pháp kia nói lại một lần đi nếu là những người khác nghe được những lời này của tứ hoàng tử nhất thời còn có thể nghĩ không ra hắn có ý gì nhưng trong lòng cảnh hữu thần cùng hoàng hậu đê hiểu được đặc biệt là cảnh hữu thần nghe vậy hắn cúi người hành lễ với tứ hoàng tử sau đó đứng lên nói hôm qua điện hạ cùng vi thần thảo luận về việc làm cách nào để lôi kéo an bá phủ vi thần suy tư một đêm rốt cục nghĩ tới một biện pháp là biện pháp gì Hoàng hậu đoan trang ngồi trên ghế phượng, sắc mặt ôn hòa như nước, thoạt nhìn không có chút biến hóa, chỉ là đôi mắt hơi sáng lên, cho thấy bà ta đối với cách của cảnh hữu thần khá hứng thú. Bà ta cũng biết, tứ hoàng tử phái mật thám một đi không trở về, chuyện như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là dấu hiệu tốt, việc này chứng tỏ trong chiều đã có người theo dõi thẩm ra, mà người đó đến tột cùng là ai, bọn họ cũng không rõ ràng, là kẻ địch hay là bằng hữu lại hoàn toàn không rõ như vậy cách ngầm phái người đi tìm lúc trước tạm thời không thể dùng nhưng mà món đồ kia cũng không thể không tìm cho nên bà ta rất muốn biết cảnh hữu thần rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp gì biện pháp này có lẽ hắn ta đã tâu với tứ hoàng tử sau khi được sự đồng tình của hắn tứ hoàng tử mới mang theo cảnh hữu thần đến chữ tú cung vậy thì càng có thể là phương pháp này còn cần bà ta ra tay hoàng hậu ở hậu cung đắm mình trong quyền đấu mấy chục năm, là người không phải cách gì cũng không biết, phán đoán của bà ta vẫn rất chuẩn xác. Lập tức nghe thấy cảnh hữu thần nói, thê tử của vi thần từng ở thẩm phủ một thời gian, nàng nói thẩm phủ này cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào phủ, cho dù là nha hoàn bình thường. Cũng rất khó tiếp cận vị trí quan trọng của thầm phủ, nhưng có một điều có thể lợi dụng, trước kia khi An Bá vẫn còn là thương nhân, trong nhà từng có ba người di nương và vài thông phòng, mà nay, trong phủ thông phòng không có, di nương cũng chỉ có một vị, bởi vậy, thê tử của thần cảm thấy, nếu hoàng hậu nương nương ban cho ăn bá hai ả à mỹ thiếp, vì ngại mặt mũi của nương nương, hắn không thể không chấp nhận. Đúng là biện pháp này, tươi cười trên mặt hoàng hậu càng rực rỡ, nét hứng thú nơi đáy mắt cũng càng dày đặc, nói thật, biện pháp này cũng không phải cao minh lắm hoàng đế hoàng hậu ban thưởng mỹ thiếp cho thần tử là chuyện bình thường, chỉ cần một chỉ dụ, dù thần tử bằng lòng hay không, cũng bắt buộc phải nhận. Đưa hai người thiếp xinh đẹp động lòng người đến An Bá Phủ, đến lúc đó dùng hết tất cả tài nghệ, dỗ An Bá ngất ngây, ở bên gối tuổi gió bên tay nhiều một chút, An Bá cũng sẽ từ từ mà theo phe họ thôi. Nghe nói chính thất của thẩm mậu đã ngoài 30, nam nhân mà, ai mà không có mấy nơi cũ trong nhà lão thê nào có bằng mỹ nữ tuổi 18 đôi mươi chứ? Lời như vậy, bà ta đương nhiên sẽ không nói ra, rất không phù hợp với khí chất cao quý của nhất quốc chi mẫu. Trong lòng hoàng hậu nghĩ, đôi mắt nhìn cảnh hữu thần, cười gật đầu, cũng đúng. An bá vì bệ hạ giải quyết vấn đề hạn hán phương Bắc nan giải kia, bổn cung cũng muốn khen thưởng hắn một chút. Chủ ý này của vi thị xác thực không tệ, xem ra ngươi đã cưới được một thê tử thông minh vì ngưng tử đã gả cho cảnh hữu thần làm thê tử của hắn cho nên hoàng hậu gọi nàng là vi thị được hoàng hậu tán thưởng nội tâm cảnh hữu thần tràn đầy vui sướng hắn bây giờ là một quan viên ngũ phẩm sau này muốn thăng tiến vẫn phải nhờ hoàng hậu và tứ hoàng tử cân nhắc nhiều hơn trên mặt một bộ trung thành và tận tâm dáng vẻ khiêm tốn vội cúi đầu nói vì hoàng hậu nương nương và tứ hoàng tử điện hạ phân yêu là trách nhiệm của vi thần thê tử của vi thần chẳng qua chỉ là một ngu phụ, không dám nhận sự tán dương của hoàng hậu. Bọn họ bàn chuyện này tự cho là rất cơ mật, không ai có thể biết, không ai ngờ, ở trên cửa sổ bằng cây tử đàn khắc hoa mẫu đan có một con chim nhỏ đang đậu, đôi mắt chim sẻ to như hạt đậu không chớp mắt dõi theo đám người trong phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của công nhân, chim sẻ bị chấn kinh, vỗ vỗ đôi cánh, cứ như lúc đến, không một tiếng động biến thành một vệt đen mà tan biến đi. Bên trong ba người đang nói chuyện lập tức ngừng lại, hoàng hậu nhíu mày, giọng bình thản hỏi, chuyện gì? Hồi hoàng hậu nương nương, ngũ hoàng tử và cẩn vương thế tử cầu kiến. Thanh âm kính cẩn của công nhân từ bên ngoài truyền đến, ở bên trong tòa điện xa hoa trống trải này lại trở nên rất rõ ràng. Hoàng hậu dương mắt nhìn tứ hoàng tử, đáy mắt tràn ngập sự tò mò ngũ hoàng tử khi nào thì trở về, bà ta sao lại không nhận được tin tức. Đôi mắt lạnh như băng của tứ hoàng tử không có gì biên hóa, âm trầm như nước hồ sâu, tầm mắt khi chạm vào ánh mắt của hoàng hậu vẫn không thay đổi, nội tâm bình tĩnh. Người của hắn vẫn luôn thăm dò tin tức của ngũ hoàng tử, nhưng lại không ai đến thông chi cho hắn ngũ hoàng tử hôm nay sẽ về kinh, tin tức mật thám nhất định đã xảy ra vấn đề. Lúc trước mật thám phái đi thì vô cớ mất tích nay mật thám báo tin tức trễ khiến trong lòng hắn có một loại dự cảm bất an đến tột cùng là ai ở sau lưng là phụ hoàng hay là ngũ đệ hay là những người khác hoàng hậu thấy tứ hoàng tử không có phản ứng gì liền thu hồi ánh mắt nghi hoặc đánh mắt ra hiệu cho mễ ma ma mễ ma ma hiểu ý nói với bên ngoài mời ngũ hoàng tử điện hạ cùng cần vương thí tử tiến vào sau khi mễ ma ma vừa dứt lời cánh cửa màu đỏ thắm bị đẩy ra, một bộ trường bào màu trắng như ánh trăng đi vào, dưới sự bài trí hoa lệ trong chữ tú cung, khiến màu trắng ấy trong mắt mọi người như đang phát sáng. Ngự phượng đàn mắt hẹp hơi nhíu, đảo qua trên người tứ hoàng tử và cảnh hữu thần, bước qua bậc thềm cao ở cửa, ống tay áo rộng thùng thình thiêu vân hoa mang màu sắc hệt đám mây chuyển động theo từng âm thanh sang sảng của hắn, lộ ra một loại khí thế không hợp với không khí trong điện thì ra tứ hoàng tử, cảnh đại nhân cũng đều ở trong này. Cùng ngự phượng đàn đi vào, là một nam tử mặc trường bào màu xanh đen, ngũ quan cũng không quá xuất sắc, nhưng vừa nhìn chính là một vị thiếu dáng vẻ thuần lương trẻ tuổi, cổ tay áo của hắn thiêu họa tiết hình con rồng, trên đầu đội ngọc quan tượng trưng cho thân phận hoàng tử, vừa thấy liền biết hắn là ngũ hoàng tử do nguyên hậu sinh ra, ngự nam huyền, tuy rằng không tuấn mỹ như tứ hoàng tử nhưng cũng được coi là anh Tuấn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thanh mát như gió xuân, trên mặt mặc dù có nét huệ hoài của người đi đường xa, nhưng đôi mắt lại vô cùng có tinh thần. Sau khi đi vào, liền hành lễ với Hoàng hậu, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Ngự Phượng Đàn cũng cùng nhau hành lễ nói, thần gặp qua Hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn đến ngũ hoàng tử, nụ cười đi ụ dàng xuất hiện trên mặt, dù có một chút biến đổi cũng thật sự tìm không ra nhưng nhìn vào chính là khác xa lúc nãy, bà ta giật giật cánh tay phải đang mang miếng hộ giáp sao thật dài, trong thanh âm đã tràn ngập từ ái, nói với ngũ hoàng tử cùng ngự phượng đàn, mau đứng lên đi. Nhi thần tạ ơn mẫu hầu. Ngũ hoàng tử nghe vậy đứng thẳng người lên, sau đó nói với tứ hoàng tử, tứ ca. Ân, tứ hoàng tử gật gật đầu, từ trong ít hầu phát ra một chút thanh âm, cả người có vẻ thực lãnh đạm trái lại hoàng hậu có vẻ thân thiện hơn, bà ta hỏi ngũ hoàng tử, con không phải chừng hai ngày sau mới trở về sao? Tại sao hôm nay đã về rồi, bổn cung vừa rồi nghe báo, còn tưởng rằng nghe lầm rồi chứ? Lời này hiển nhiên là đang thử ngũ hoàng tử, nếu hắn nói phải hai ngày sau mới đến, làm sao nay lại về kinh, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác? Vẻ mặt ngũ hoàng tử một chút biến đổi cũng không có, nở nụ cười, kỳ thật vốn là hai ngày sau đó là khi khởi hành đã tính ngày về, sau phụ hoàng lại phái phượng đàn tới đón nhi thần, dọc đường đi hắn đều thúc dục, không cho nhi thần nghỉ ngơi được một hồi, vốn là lộ trình 7 ngày, cũng bị hắn ép thành 4 ngày rưỡi. Nha, phượng đàn tại sao lại muốn vội vàng về kinh như vậy, không phải ngươi vẫn luôn thích nhất là du sơn ngoạn thủy sao? Hoàng hậu tự hồ bị ngũ hoàng tử khơi lên trí tò mò, tầm mắt chuyển qua ngự phượng đàn đang ngồi trên ghế thưởng trà ngũ hoàng tử từ phương Bắc Hồi Kinh, Minh Đế còn cố ý cho ngự phượng đàn đi đón hắn, cũng không biết là coi trọng đứa con trai này, hay là đối với hắn không an tâm. chương 317, Ngự Ban Mỹ Thiếp 2 Ngự phượng đàn mở nắp chung trà, uống một ngụm trà xong, mới hiếp đôi mắt sáng động lòng người kia, đặt chén trà trở về chỗ cũ còn hơi nhếch môi, cùng ngũ hoàng tử Hồi Kinh, chưa nói tới du sơn ngoạn thủy chỉ cần vừa nghĩ tới chung trà nơi này của hoàng hậu, thần càng phải ra roi thúc ngựa, ngày đêm không ngừng gấp gáp trở về. Hoàng hậu che miệng cười, nếp nhăn thật nhỏ nơi khóe mắt cũng hiển lộ một ít, hiển nhiên nụ cười này chính là thật tâm. Phượng đàn, ngươi thật sự là mỗi lần đến chỗ của bồn cung, đều phải quanh co lòng vòng uống chung trà trở về mới cam tâm. Đâu có, đương nhiên là trà nơi hoàng hậu rất ngon, nên thần mới có thể đến đòi. Ngự phượng đàn khóe miệng khẽ cười cũng đủ động lòng người, cả người bởi vì nụ cười này, toát lên một loại tuấn mỹ kinh tâm động phách, chỉ là trong một nơi sâu thẳm ở đáy mắt thế nhưng lại không có chút ý cười. Dư quang như coi như không xẹt qua trên người tứ hoàng tử cùng cảnh hữu thần, xem ra tứ hoàng tử và cảnh đại nhân, cũng giống ta tới nơi này uống trà đỉnh tiêm tuyết nha của hoàng hậu rồi. Lời nói của hắn xoay chuyển đến tứ hoàng tử và cảnh hữu thần tứ hoàng tử thật ra thì không sao hoàng hậu là mẫu thân của hắn hắn tới là chuyện rất bình thường nhưng cảnh hữu thần là một ngoại thần đến chữ tú cung xác thực rất không thỏa đáng chính vì cậy nên sau khi ngự phượng đàn nói xong câu đó sắc mặt tứ hoàng tử hơi hơi co lại hơi thở trở nên lạnh hơn mà trên mặt cảnh hữu thần lại mang theo một tia bối rối đứng lên nói thế tử nói đùa vì thần tới đây là do có việc muốn thương nghị nội cung hậu viện Vi thần nào có tài cán chỉ vì một ly nước trà mà có thể tùy tiện xuất nhập. Cảnh đại nhân quá khẩn trương rồi, bản thế tử bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi là trợ thủ đắc lực của tứ hoàng tử, người nào cũng biết khi ngươi xuất hiện tất là có đại sự, như thế nào chỉ cần tới uống một chén trà chứ." Ngự Phượng đàn hẹp mâu ngạo nghệ liếc nhìn hắn ta, giọng nói thản nhiên lại mang theo một tia lơ đãng, khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi nhưng rơi vào trong tay những người khác lại cảm thấy lời này ý tứ đủ thâm thúy a à. cảnh hữu thần ở trên đại điện công kích vi trầm uyên là vì tứ hoàng tử ra tay kết quả lại vô cùng thê thảm ngược lại liên lụy đến chính mình cho nên lời của ngự phượng đàn làm vẻ mặt cảnh hữu thần hơi hơi tức giận còn có một ít khó chịu nụ cười cũng mất tự nhiên xin thế tử chớ diễu cợt vi thần nữa tứ hoàng tử nhìn ngự phượng đàn đôi mắt lãnh liệt lộ ra một tia hàn ý gần đây hắn luôn có một loại cảm giác ngư phượng đàn tựa hồ hữu ý vô ý luôn cùng hắn đối đầu nhưng tra xét kỹ thì ngư phượng đàn cũng không có làm ra một hành động nào hắn vốn vẫn tản mạn tùy hứng như vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng những hành động vô ý này vẫn tổn hại nhất định tới lợi ích của hắn xem ra vẫn nên nghĩ cách kéo ngư phượng đàn về phía hắn mới được mấy năm nay người của hắn vẫn đều muốn mượn sức ngự phượng đàn mà cách lôi kéo tốt nhất chính là hôn sự không ít quan gia muốn gả nữ nhi của mình cho ngự phượng đàn nhưng dù là thiếp hay là phi ngự phượng đàn đều không có hứng thú hơn nữa hôn sự của ngự phượng đàn hoàng hậu cũng không làm chủ được minh đế thì vẫn chưa mở miệng lên tiếng cho nên nếu không phải chính hắn mở miệng đi cầu thì không người nào bức bách được hắn không khí trong điện có chút quái gì, lập tức không ai nói chuyện đại điện trống trải chỉ có 5 người ngồi, mỗi người đều mang tâm sự, thật sự không phải tụ hội để nói chuyện phiếm, không bao lâu, hoàng hậu liền tìm lý do, để bọn họ rời đi. Ngũ hoàng tử và ngự phượng đàn vai kề vai tiêu sái bước đi trong cung, trong mi mắt mang ý cười, như thế nào, nhìn cách nói vừa rồi của ngươi, hình như rất không thích người tên cảnh hữu thần kia. Nhìn hắn ta có chút không vừa mắt, ngự phượng đàn đi trong cảnh xuân, vẻ mặt thích ý, không cho là đúng nói. Ngũ hoàng tử nghe được lời của hắn, nghiêng đầu, nhìn một bên khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc đang nghiêng dưới ánh nắng của ngự phượng đàn, trong mắt xẹt qua một luồng hắc ám, kinh ngạc nói, người không thể nào không biết hắn là người của tứ ca chứ, tứ ca vừa rồi hình như cũng không vui vẻ. Ngự phượng đàn nghe lời của ngũ hoàng tử, cũng xoay đầu lại, nhìn hắn, hách mày lên, cười nói, như thế nào, ngươi thực để ý ngự thần hiên có vui vẻ hay không à? Giọng của hắn hơi kéo dài âm điệu, trong lời nói mang theo vẻ đùa cợt. Ngũ hoàng tử cúi đầu cười thầm một chút, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tứ ca có vui vẻ hay không? Thì hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy, ta để ý, hắn cũng sẽ không cười a. À. Hai người ngươi một lời ta một câu, kỳ thật cũng chưa nói đến điểm mấu chốt, trong mắt đối phương dưới ánh mặt trời đều là một vực sâu vô hạn, đi tới cửa cung, Ngự Phượng đàn lại khoát tay áo, "Ta còn có việc, đi trước." Ngũ hoàng tử hơi nhíu mày, "Ngươi bôn ba vài ngày, không trở về phủ nghỉ ngơi trước, còn muốn đi đâu?" Ngự Phượng đàn cười, nhưng không đáp lại, hướng một con đường khác mà đi, Ngũ hoàng tử nhíu mi đứng nhìn bóng lưng của hắn một hồi, mới xoay người đi về phủ của mình. Ngày kế, An bá phủ. Ánh mặt trời mùa xuân không gắt không nóng, nắng chiếu vào người hết sức thoải mái. Trong viện những đóa hoa nhỏ dần nở rộ, có một hai đóa đã giành nở trước những nụ khác, khoe ra sắc thái kiểu diễm của mình, đưa mắt nhìn qua, nhiều điểm đỏ rực trong đám cây xanh mơn mờn như tô thêm sắc thái năng động hoạt bát trong phù. Vân Khanh hôm nay không có việc gì, đang ngồi theo cùng tạ thị, hai mẹ con nói chuyện, ngồi phơi nắng trong sân, lão phu nhân vốn cũng có mặt, nhưng sức khỏe không bằng trước kia, nay có vẻ thích ngủ, ngồi được một hồi, liền có chút mệt, tạ thị bèn sai người đưa bà trở về nghỉ ngơi. Không có lão phu nhân, những nha hoàn khác trong viện cũng được phép đi nghỉ, trừ lý ma ma, phỉ thúy, hổ phách, lưu thúy, thanh liên gia, không còn những người khác, tạ thị và vân khanh cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, hai mẹ con vẫn cười nói, hưởng thụ khoảng thời gian ôn nhu đầm ấm này. Một lát sau, có một nha hoàn vào truyền lời, nói là Cần Vương Thế tử tới thăm, Tạ thị nghĩ nghĩ, cho người mời Ngự Phượng đàn tiến vào phòng khách ngồi đợi, bà và Vân Khanh cùng nhau tiếp đãi hắn. Ngự Phượng đàn trước kia đã từng quang minh chính đại đến An Bá phủ một lần, trong tối đã đến không biết bao nhiêu lần, đối với địa hình của An Bá phủ chỉ sợ là còn thân thuộc hơn cả phủ đệ của Cần Vương Thế tử, nhưng hắn vẫn giả vờ nhờ nha hoàn dẫn đường đến chính xanh Thẩm phu nhân, ngày đó ở nhờ tại Thẩm phủ Vốn là nên đến cảm tạ, bất đắc dĩ do công việc quấn thân, nên hôm nay mới đến, xin hãy lượng thứ." Ngự Phượng đàn cử chỉ rất có phong thái, vô cùng lễ phép mà chắp tay chào Tạ thị. Tạ thị có chút không dám nhận, bà tuy rằng được phong làm tam phẩm phu nhân, nhưng thế tử cũng cùng cấp bậc với quận chúa là nhị phẩm, bà không dám nhận cái lễ này, liền đứng lên, hơi đáp lễ lại, vừa chào hỏi, vừa mời Ngự Phượng đàn ngồi xuống chính mình cũng ngồi theo. Thế tử xin đừng hành đại lễ này, ở Dương Châu việc ngài và bệ hạ vào nghỉ ở lệ viên, đây là vinh quang của thẩm phủ, nào có thể nói là quấy dây. Vân Khanh nhìn ngự phượng đàn dơ lên khóe môi đỏ thẫm kia, trong lòng âm thầm oán giận, cũng không biết đã tới quý phủ mấy lần rồi, hôm nay lại nói là tới cảm tạ, có phải đã quá muộn rồi không, người này cũng không phải là dạng tùy tiện tới bái phòng, nhất định là có mục đích gì khác trong mắt nàng mang theo một chút đánh giá rơi vào đáy mắt của ngự phượng đàn hẹp mâu của hắn mang ý cười chuyển tầm mắt tới vị trí vân khanh đang ngồi ở bên cạnh tạ thị thản nhiên nói vận ninh quận quân cũng là đã lâu không gặp rồi thế tử thân phận tôn quý thần nữ có thể gặp được nào có phải là chuyện dễ vân khanh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm đôi phượng mâu nhẹ nhàng chống lại đôi mắt hẹp dài của ngự phượng đàn chậm rãi nói Tạ thị ở một bên nhìn ngự phượng đàn, ánh mắt ở trên mặt hắn đánh giá. Ấn tượng của bà đối với ngự phượng đàn vô cùng tốt. Lần trước gặp mặt liền thấy hắn ôm mặc nhi, đáy mắt đều là thiện ý. Một nam nhân có thể ôn nhu đối với đứa nhỏ như vậy thì đối xử với thê tử hẳn là không tệ. Hơn nữa gia thế của ngự phượng đàn cực kỳ hiền hách, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn về sau nhất định sẽ kế thừa tước vị của Cần Vương. Điểm này cũng là lợi mà cũng là hại là một vị mẫu thân mà nói, tạ thị hy vọng nữ nhi có thể gả cho một nam nhân tốt, thật lòng yêu thương nữ nhi, đem nữ nhi coi như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, ngự phượng đàn bề ngoài xuất chúng, ra thế hiển hách, tính cách xem ra cũng không tệ lắm, nhưng mà... Địa vị của Cần Vương Phủ này ở trong triều có chút khó xử, tạ thị dù là một phụ nhân, nhưng cũng là đích nữ của đế sư của tiên đế, đối với chính trị vẫn có chút nhạy bén. Năm đó tình hình Đoạt Môi bà cũng biết một ít, thực rõ ràng, Bệ hạ đối với Cần Vương vẫn vô cùng phòng bị, là chuyện thời thời khắc khắc luôn đề phòng, có lẽ có một ngày, Bệ hạ còn có thể vì loại bỏ mối nghi ngại này mà hành động. Nghĩ đến đây, Tạ thị thở dài trong lòng, cảm thấy thế sự lưỡng nan, cũng may nữ nhi năm nay mới cập kê, còn có thời gian chậm rãi xem xét chọn lựa con dề thích hợp. Đúng lúc này, ngoài cửa có một ma ma vào truyền lời phu nhân tiền viện có người trong cung đang chờ nói muốn gặp phu nhân là ai vậy trong lòng tạ thị cảm thấy kỳ quái không biết lúc này sao có thể có người tìm đến bà chẳng lẽ là lão gia xảy ra chuyện liền khẩn trương hỏi mà ma trả lời lão nô no không biết nàng ta nói là hoàng hậu có khẩu dụ muốn cho truyền phu nhân thì ra là hoàng hậu vậy thì hẳn là không có liên quan tới lão gia rồi tạ thị cảm thấy an tâm một chút quay đầu nói với Ngự Phượng đàn: "Thế tử, ngài trước ở nơi này ngồi một lát, ta đến tiền viện xem sao." Thẩm phu nhân không cần phải khách khí, "Phu nhân đi tiền viện trước đi." Hoàng hậu truyền khẩu dụ, "Tất nhiên là có chuyện quan trọng." Ngự Phượng đàn cười nói, "Tạ thị gật đầu, đối với thái độ lễ phép của hắn càng có hảo cảm, quay đầu nhìn Vân Khanh nói, "Không được làm phiền thế tử." Nữ nhi biết rõ, Vân Khanh gật đầu đáp lời. Tạ thị mới yên tâm, mang theo Lý Mama đi ra tiền viện, trong lòng luôn suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì khiến hoàng hậu phái người tới truyền khẩu dụ. Đợi Tạ thị đi ra ngoài, Vân Khanh liếc mắt nhìn Ngự Phượng đàn, thấy hắn ngồi trên vị trí rất quy củ, cũng không thư thái tùy hứng như thường ngày khi ở trong khuê phòng của nàng, rốt cuộc vẫn là con cháu hoàng gia, nếu bày ra tư thái theo tiêu chuẩn, lễ nghi phong độ nửa điểm cũng không kém, nhưng mà, so với điểm ấy Vân Khanh càng chú ý tới việc khi nghe hoàng hậu phái người đến thẩm phủ chuyên khẩu dụ, khóe môi đỏ như son của Ngự Phượng đàn hơi nhếch lên, tạo ra một độ cong tuấn mỹ nhưng ý nghĩa thâm trường. Hiển nhiên trong lòng hắn cũng không cảm thấy tò mò. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 318, Ngự ban mỹ thiếp 3. Như thế nào, vận Ninh quận quân nhớ ta đến như vậy sao? Vẫn nhìn ta làm cái gì đấy? Ngự phượng đàn mâu quang đột nhiên lóe lên, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ mang theo nụ cười trêu ghẹo, ánh mắt ở nơi sâu lắng có một dòng suối ôn nhu chảy xuôi, thanh âm lại giống như gió xuân thổi qua lớp lông chim, nhẹ nhàng mà rất là mê hoặc. Vân Khanh nhìn đôi mắt hẹp tràn ngập ý cười của hắn liền biết lý do người này hôm nay đến, tất nhiên là cùng khẩu dụ mà hoàng hậu truyền đến có liên quan, trong ánh mắt mang theo một tia hồ nghi, hoàng hậu truyền là khẩu dụ gì? Liều thúy này đối với cuộc đối thoại giữa ngự phượng đàn và vân khanh đã thành mắt điếc tai ngơ từ lần trước sau chuyện xảy ra trên đường cái phía đông nàng ẩn ẩn cảm thấy ngự phượng đàn rất ưa thích tiểu thư nhà mình mà tiểu thư nhà mình thì đối với thế tử cũng không bài xích nàng là một nô tỳ khi tiểu thư cần thì mở miệng không cần thì làm một cái cọc gỗ là được rồi ngự phượng đàn cười từ trong cổ họng phát ra âm thanh trầm ấm giống như tiếng tiêu trầm thấp dễ nghe làm cho người ta lặng yên trầm mê, hắn than nhẹ lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nói, nàng lại biết mục đích ta đến đây, xem ra Vân Khanh cùng ta đúng là tâm linh tương thông a. À. So với hành động của hắn ở trong phòng đối với nàng, lời như vậy đã là thực bình thường, Vân Khanh cũng không để ý gì tới việc đó, mà lại ngước mắt lặng lặng nhìn hắn, hai tròng mắt viết chữ chờ đợi. Ngự Phượng đàn cười xong, cũng không còn nói lảng qua việc khác mà nói vào mục đích chủ yếu hôm nay hắn đến, hoàng hậu cảm kích phụ thân nàng vì bệ hạ giải yêu, tính ban cho ông hai người mỹ thiếp. Vân Khanh nghe xong, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, đôi lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhướng lên, trầm ngâm, hoàng hậu vô duyên vô cớ nhét cho phụ thân hai kiều thiếp, nhất định là có mục đích, mà mục đích này. Nàng rất nhanh liền nghĩ tới món đồ mà tứ hoàng tử đang tìm kiếm, hiện tại an bá phủ dọn đến kinh thành, là mảnh đất nằm dưới mắt Minh Đế. Tứ Hoàng Tử Đại Khái là không dám tùy tiện động thủ, nên nghĩ ra một cách quang minh chính đại. Chỉ cần tặng thiếp thất đưa vào phủ, hạ thủ từ bên trong, so với ở bên ngoài tìm kiếm đúng là đơn giản hơn rất nhiều. Kỳ thật đem một hai nữ nhân nhét vào hậu viện, lấy địa vị hiện nay của nàng. Cho dù là hoàng hậu ban nữ nhân, nàng cũng không sợ, nhưng hoàng hậu ban kiều thiếp, phụ thân sẽ không thể luôn lạnh nhạt cho dù không có việc gì cũng phải đi ứng phó một chút, mẫu thân tất nhiên cũng sẽ thương tâm, đến lúc đó chỉ biết ngược lại sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Nhớ tới Tô Mi, Bạch Di Nương, Thủy Di Nương các nàng trước kia ở trong phủ tạo ra rắc rối gì, trong lòng Vân Khanh vẫn còn có định luận, tuyệt đối không thể để cho Hoàng hậu tay vươn đến hậu viện thẩm gia. nàng nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo một tia kiên định, Hoàng hậu lần này ha khẩu dụ hẳn là mời mẹ ta vào trong cung rồi. Ừm, ngự phượng đàn tán thưởng gật đầu, độ nhạy bén của Vân Khanh đối với chính trị càng ngày càng cao. Bà ta là mời mẫu thân nàng vào trong cung, mặc dù là hoàng hậu, nhưng mà cũng không thể trực tiếp ép người, bà ta vốn định tiên lễ hậu binh cơ. Vân Khanh hiểu được ý của ngự phượng đàn, hoàng hậu vốn định trước đó mời tạ thị vào cung, nói bóng nói gió một phen, nếu tạ thị lúc đó hiểu chuyện, liền trực tiếp đem hai ả Mỹ thiếp đón về nhà. Nếu tạ thị không tiếp, hoàng hậu cũng sẽ cho người nâng đến an bá phù. Dù sao mục đích cuối cùng đều là gài người vào, khác biệt không lớn. Vân Khanh nghiêng đầu nhìn ngự phượng đàn, lại nhớ tới một vấn đề. Ngự phượng đàn hôm nay là tới nơi này báo cho nàng biết quyết định của hoàng hậu. Như vậy ngự phượng đàn có phải đã từng hoài nghi tại sao hoàng hậu lại muốn gài người vào thẩm gia rồi không? Dựa theo tính cách của hắn, không giống như là người rảnh rỗi nhàm chán liền kiếm chuyện để làm, nếu đã biết, sẽ không thể không truy tìm ngọn nguồn. Hay là nói ngự phượng đàn kỳ thật ngay từ đầu đã biết nguyên nhân tứ hoàng tử và hoàng hậu nhằm vào thầm phù. Trong lúc vô tình, trái tim của Vân Khanh vừa mở lòng với ngự phượng đàn, lại bị che phủ bởi một tầng xương, những người hoàng gia này, ai cũng có suy nghĩ thâm sâu như biển, nói không chừng ngự phượng đàn tiếp cận nàng như vậy, cũng là vì muốn tìm được món đồ đó. Không biết tại sao, nghĩ đến ngự phượng đàn tiếp cận mình chính vì nguyên nhân này, ngực nàng như bị một vật gì đó ngăn lại, cảm giác khó chịu đến không thở nổi, không khỏi mím lại đôi môi hồng. Ngự phượng đàn nhìn đôi mắt nàng từ cơ chí sắc bén cuối cùng từ từ dừng lại ở một màng ảm đạm, trên hàng chân mày thản nhiên hiện lên một tia u ám, vân khanh thông minh như vậy, lần đó ở Dương Châu, khi hắn trốn vào nhà nàng thì hẳn là đã biết mục đích của tứ hoàng tử đối với thẩm gia rồi. Mà hôm nay lời mình nói ra, nhất định sẽ khiến nàng liên tưởng đến hắn có phải cũng có cùng một mục đích với tứ hoàng tử hay không, vì món đồ thần bí kia mà tiếp cận nàng, cho nên khi ánh mắt nàng nhìn đến hắn liền trở nên ảm đạm. Trong lòng hắn chợt động, đáy mắt có loại dự cảm khiến tim hắn đập dồn dập gắt gao nhìn Vân Khanh, bình tĩnh mở miệng, sự bỡn cợt trong giọng nói thường ngày vô tình biến mất, còn lại chính là một mảnh chân thành tha thiết và thâm tình ẩn sâu trong đó, chậm rãi, kiên định mà hữu lực, nói không nên suy nghĩ lung tung, ta đối với nàng không có mục đích khác. Mục đích duy nhất chính là cưới nàng. Lời này hắn đặt ở đáy lòng, không có nói ra, nhưng mà Vân Khanh sớm đã biết. Tâm tư của mình bị nam tử tuấn Mỹ này vừa liếc qua liền nhìn thấu, Vân Khanh trong lòng trừ bỏ tức giận, còn có một tia kinh ngạc, sức quan sát của ngự phượng đàn thật sự rất sâu sắc. Đây không giống với một thế tử được nuôi trong cẩm y ngọc thực nơi kinh thành, ngược lại như là trưởng thành dưới cuộc tranh chấp quyền lực trong chiều, có ánh mắt tinh chuẩn hiểu rõ lòng người. Nhưng khi tầm mắt bắt gặp mâu quang của hắn thì Vân Khanh đột một ngẩn ra, trong đôi mắt nhỏ sáng rực như một giải lưu tinh làm động lòng người kia là một mảnh giống như biển hoa ánh mắt chân thành lại si mê thứ duy nhất chứa trong đó khi nhìn vào cũng chỉ có nàng ánh mắt này không thể là giả sự chân thành trong giọng nói cũng không thể là giả nàng cúi đầu đem cảm giác rung động trong lòng do ánh mắt kia đem lại cố gắng che giấu một chốc kia khi đối mặt với ánh mắt của hắn nàng cơ hồ có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên mãnh liệt cái cảm giác bập bùng mãnh liệt lúc này khiến cho nàng trở tay không kịp ngón tay không tự chủ được nắm lại, cố gắng khắc chế loại cảm giác xa lạ này. Giống như có một cảm giác bị điện giật từ tim lan tràn đến toàn thân, tê dần, dù là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là cảm giác nàng chưa từng có. Hít sâu một hơi, Vân Khanh khắc chế loại rung động đột một này, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại cùng đề tài đang nói đến, tựa hồ không thích hợp với sự đa sầu đa cảm này, ngẩng đầu lên nhìn ngự phượng đàn, lại không biết khi nào một mùi đàn hương thoảng thoảng đã đến gần đến nổi có thể ngửi thấy một cách rõ ràng ngự phượng đàn nhìn đôi mắt ảm đạm của nàng khi nhìn vào hắn thì trở nên sáng rực vốn trong lòng đang vui vẻ tiếp theo đó liền nhìn đến vân khanh giao mắt với hắn lần nữa thì nàng nhanh chóng cúi đầu hắn không tự chủ được đứng lên đi tới trước mặt nàng vân khanh nàng có phải cảm thấy không khỏe ngự phượng đàn nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên trên mặt là một dải màu hồng kỳ lạ khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn vì khẩn trương tô lên một màu hồng yêu mị cùng với ánh mắt đơn thuần kia, cơ hồ làm hắn nhịn không được muốn sờ vào mặt nàng. Không, vân khanh cực nhanh áp chế biến hóa trong nháy mắt đó, có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ngự phượng đàn, rời đề tài đi chỗ khác, bật thốt lên nói, thế tử có biện pháp nào không, không để cho hoàng hậu nhét người vào thâm phu. Chủ đề đột một chuyển đến vấn đề này, ngự phượng đàn nhăn mày lại, hiển nhiên rất không hài lòng vừa rồi thần sắc kỳ lạ trong chớp mắt kia của vân khanh nhìn vào thì không giống như là bị bệnh lại càng không giống như đang giận hắn đây rốt cuộc là vì sao nhưng đối với vấn đề mà vân khanh vừa đề cập hắn cũng không dám xem nhẹ tầm mắt vẫn như trước dừng lại ở trên mặt vân khanh ta cho rằng hoàng hậu là nữ nhân nàng cũng là nữ nhân nữ nhân đối với nữ nhân hẳn là sẽ có biện pháp hay vân khanh nghe xong giật mình trong đầu có một ý tưởng nhanh chóng xông ra lời nói của ngự phượng đàn nghe như vô tâm kỳ thật là đang giúp nàng nữ nhân đối với nữ nhân nàng trầm ngâm một lát đột nhiên nở nụ cười với ngự phượng đàn thanh âm mang theo vui sướng cảm ơn thế tử đã tê báo trước việc này cho ta biết nếu không phải ngự phượng đàn nói cho nàng nghe trước cho dù nàng có biện pháp giải quyết cũng không thể nào sắp xếp thảo đáng nhìn miệng nàng nở nụ cười như hoa ngự phượng đàn hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực chia sẻ niềm vui với nàng chỉ là hiện tại thật sự là không phải lúc làm ra hành động như vậy nhưng nhìn vào đôi mắt phượng của vân khanh trừ nét thông minh ra còn hiện lên một tia rào hoạt hắn rất muốn biết nàng đến tột cùng đã nghĩ tới cách gì mà có thể cười rạng rỡ như thế nàng có biện pháp gì nói ra cho ta nghe xem vân khanh mỉm cười tinh nghịch dò xét hắn ngự phượng đàn dương lên khóe mắt thật sự là một tiểu hồ ly thận trọng a à, cười yếu ớt nhấc tay cam đoan trong thanh âm trầm ấm êm tai mang theo ẩn ẩn sủng nịch nàng yên tâm ta sẽ không nói cho người khác biết vân khanh kỳ thật cũng không sợ ngự phượng đàn nói cho người khác biết nếu ngự phượng đàn muốn làm loại chuyện này thì hắn sẽ không đến báo cho nàng biết trước nàng gật đầu sau đó đối với ngự phượng đàn không tiếng động nói hai chữ một chốc kia Cặp mắt hẹp dài trong chốc lát lóe lên hào quang rực rỡ, ý cười trên khóe miệng không nhịn được tỏa ra ngoài, lộ ra hàm răng vừa đều vừa trắng sáng như ngọc. Ngự Phượng đàn cười to nói, "Hay, quả nhiên là biện pháp tốt a." À. Chương 319, Hoàng hậu bị chọc giận, một. Tạ thị sau khi trở về, đáy lòng liền có chút cảm giác quái dị. Tiễn Ngự Phượng đàn ra cửa xong, bộ dáng bà mang đầy tâm sự, Vân Khanh ở một bên nhìn bà ra vẻ như không biết gì nhẹ giọng hỏi nương vừa rồi hoàng hậu truyền khâu dụ gì thế ạ à? nghe thấy nữ nhi gọi mình tạ thị có chút xuất thần mới hồi phục lại trên mặt thoáng hiện ra sự bất an hoàng hậu nương nương bảo nương ngày kia tiến cung nói là muốn gặp gặp nương đến kinh thành cũng sắp ba tháng hoàng hậu nếu là vì chuyện trước kia ở dương châu cũng không cần hao tốn tâm tư triệu bà tiến cung thế nhưng gần đây bà không nghe thấy tin tức gì cho truyền gọi bà Tóm lại, trong lòng tạ thị vẫn có chút lo lắng. Nhìn ra đáy mắt tạ thị hiện lên tia ngờ vực, Vân Khanh đi qua, giọng điệu mềm mại an ủi, nương không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương triệu kiến người, có lẽ chỉ là có vài lời muốn nói với người, lúc trước hoàng hậu ở lại lệ viên, không phải cũng từng truyền gọi nương tới gặp mặt ư, dù sao nhà chúng ta đến kinh thành lâu như vậy, lại là bởi vì nguyên do được phong tước, hoàng hậu lại là nhất quốc chi mẫu. Nên muốn thân cận với chúng ta một chút, có lẽ là để bệ hạ vui lòng. Hai câu cuối cùng vân khanh hạ thấp giọng nói, chỉ có tạ thị ngồi gần mới nghe rõ. Hoàng hậu mặc dù là nhất quốc chi mẫu, nhưng cũng là thê tử của hoàng đế. Muốn để hoàng đế vui vẻ cũng là bình thường. Vừa nói như vậy, đáy lòng tạ thị hơi thấy hợp lý. Gật đầu nói, có lẽ là nương quá lo lắng. Đây chính là lần đầu tiên nương tiến cung gặp hoàng hậu, nên khó tránh khỏi có chút không yên. Tuy rằng xuất thân từ tạ gia, nhưng nhiều năm như vậy, bà đều ở thẩm gia làm thê tử của thương nhân. Hiện tại chợt bừng tỉnh, phát hiện bản thân dường như đã sinh ra cảm giác xa cách với giới quý tộc. Loại cảm giác này, ở kiếp trước khi Vân Khanh gả cho cảnh hữu thần, bà cũng cảm nhận được, Vân Khanh đi đến phía sau tạ thị, tay khoát lên vai bà, cúi người thân thiết nói với tạ thị, nương, không cần lo lắng, chỉ cần theo đúng lễ nghi là được người là niềm kiêu ngạo của ông ngoại, những trường hợp thế này, con gái tin tưởng người sẽ ứng phó tốt. Tạ thị vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của con gái đang đặt trên vai mình, được rồi, biết con giỏi dỗ nương nhất, nương cũng là sợ không hành xử tốt mà thôi. Ở trong lòng Vân Khanh, nương chính là tốt nhất. Vân Khanh tựa vào vai tạ thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc nở rộ nụ cười xinh đẹp chân thành, giọng nói mềm mại, mang theo một chút ý làm nũng làm cho tạ thị mắng yêu nàng vẫn còn trẻ con trò chuyện một hồi vân khanh nói với tạ thị nương đợi lát nữa con muốn ra ngoài một chuyến con có chốt việc muốn tìm vi trầm uyên tạ thị nghe thấy vân khanh muốn đi tìm vi trầm uyên nghiêng đầu sang cầm tay vân khanh kéo nàng tới trước mặt mình cặp mắt đảo qua đảo lại đánh giá khuôn mặt của nữ nhi tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó vân khanh mở tròn mắt nghiêng đầu hỏi Nương, người đang nhìn cái gì? Nơi này cũng không có người khác, con nói cho nương biết, con cảm thấy vi công tử như thế nào? Tạ thị thật cẩn thận nói xong, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của Vân Khanh, một tấc cũng không rời. Nhìn biểu tình này của Tạ thị, còn có câu hỏi vừa rồi là mẫu thân đang thử dò hỏi tâm tư của mình, hàng chân mày của nàng liền giãn ra, bật cười, Tạ thị nào muốn hỏi Vi Trầm Uyên làm người thế nào? mà bà đang muốn biết nàng có ý gì với vi trầm uyên không thì có vi trầm uyên làm người không tệ trời sinh tuấn lãng tài học cũng xuất sắc vân khanh từ tốn nói từng chữ một nhìn vẻ mặt tạ thị dần dần trở nên sáng tỏ nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp con cảm thấy vi trầm uyên tựa như huynh trưởng của mình vốn nghe thấy đoạn đầu vân khanh nói trong lòng tạ thị dần có tính toán vi trầm uyên là bà nhìn từ nhỏ tới lớn phẩm hạnh, tài mạo đều có hiểu biết nhất định, tính cách làm người của Tần Thị cũng không tệ, đối xử với Vân Khanh cũng rất tốt, trước kia những lúc ngồi nói chuyện với nhau, trong lời nói của Tần Thị thỉnh thoảng cũng có ý tán thưởng Vân Khanh, nếu như Vân Khanh và Vi Trầm Uyên thật sự tình đầu ý hợp, bà cũng cảm thấy Vi Trầm Uyên không tệ. Bỏ qua một bên không nói tới thân thế phức tạp của hắn, nay Trầm Uyên ở Hàn Lâm viện nhậm chức cũng không kém nữ nhi gả cho hắn đúng là mối duyên tốt. nhưng sau khi nghe xong những lời vân khanh nói, tạ thị ngộ ra là do bà đã hiểu lầm rồi. lúc trước thấy bọn nhỏ trò chuyện rất hợp nhau, bà còn có chút tâm tư này. nay nghe nữ nhi nói về vi trầm uyên như vậy, bà cũng hiểu được. dù trong lòng nữ nhi có tình cảm, nhưng thực rõ ràng đó không phải là tình yêu nam nữ. tuy nhiên, cho dù như thế, tạ thị vẫn nhắc nhở nói trước kia ở dương châu hai đứa tuổi tác không lớn, có hay lui tới thì người ngoài cũng không để ý Đàm Tiếu, nay đến kinh thành, còn qua mấy tháng sẽ cập kê, mà Vi Trầm Uyên lúc này cũng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, người khắp kinh thành đều chú ý hắn, để người khác nhìn thấy hai đứa qua lại, dù trước đó có quan hệ thế nào, rốt cuộc vẫn không mấy thích hợp. Tạ thị nói một hồi, cũng rất có đạo lý, đáy lòng Vân Khanh hiểu được, nàng mỉm cười, vừa rồi nữ nhi nói Vi Trầm Uyên cho con cảm giác như một người huynh trưởng. Lần trước lúc đến thăm Tần Đại Nương, bà ngỏ ý muốn hai chúng con kết làm huynh muội. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, nữ nhi hỏi xin ý kiến nương một chút, người có đồng ý hay không? Ý nghĩ này xác thực không tệ, chỉ cần Vân Khanh và Vi Trầm Uyên kết làm nghĩa huynh nghĩa muội, cứ như vậy sẽ không ai dám đặt điều bàn tán nữa. Còn nữa, kỳ thật khi còn ở Dương Châu, Tần Thị và Tạ Thị vốn đã có ý định này, bất quá. Tần Thị Cự tuyệt, đại khái là cảm thấy đã nợ thẩm gia ân tình rất lớn. Nếu là kết nghĩa huynh muội sẽ khiến người ta nghĩ bà cố ý muốn bám vào cảnh cao. Cũng tốt, Vi Trầm Uyên nhân cách không tệ. Tạ Thị mỉm cười đồng ý, bà cũng hiểu được. Nếu sau này Vi Trầm Uyên trở lại phù vĩnh nghị hầu, có thể thừa kế tước vị đối với nữ nhi, nhi tử về sau sẽ là trợ lực rất lớn. Hai ngày sau, Tạ Thị sáng sớm đã dậy trang điểm đội mũ cáo mệnh, giải lụa màu xanh thật dài được thắt ở phía sau, lại thay bộ trang phục màu xanh đặc trưng dành cho cấp bậc mệnh phụ của mình. Sau khi sửa sang thỏa đáng, bà dẫn theo Lý Ma Ma và Phỉ Thúy tiến cung. Vào cung, đã có nội thị, thái giám, sớm đứng chờ, cúi đầu cung kính hành lễ với tạ thị, phu nhân đã tới, nô tài dẫn ngài đi chữa tú cung. Tạ thị gật gật đầu, cười hào phóng lại thân thiết, làm phiền công công rồi. Phỉ Thúy ở phía sau đã chuẩn bị một tấm ngân phiếu, tiến lên đưa cho nội thị, hắn nhận lấy cười càng tươi hơn, nhấc tay nói, phu nhân, mời. Một đường đi theo nội thị xuyên qua hành lang dài u tĩnh, tạ thị phát hiện mình bị dẫn tới cũng không phải chữ tú cung, mà là trong ngự hoa viên. Buổi sáng gió xuân mang theo sương sớm mát lành, trong ngự hoa viên muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, từng đóa dính sương sớm dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng lấp lánh say lòng người. Trong ngự hoa viên xinh đẹp, hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trong một đỉnh bát giác, một tay cầm tách trà thi thoảng nhấp từng ngụm, đang thưởng thức phong cảnh, dường như tâm trạng khá tốt. Bộ cung trang hoàng hậu theo phượng hoàng tung cánh điểm xuyến vài đóa hoa lan trông rất sống động, đôi mắt phượng hoàng được khảm hai viên ngọc màu đen, giống như vật sống, theo từng động tác của người mặc, khúc xạ ánh sáng chiếu vào, lộ ra một sự tinh xảo sắc bén tạ thị sửa sang lại một chút trang phục của mình quy củ tiêu sái tiến đến trước mặt hoàng hậu hành lễ ra mắt thần phụ tham kiến hoàng hậu nương nương đứng lên đi hoàng hậu cũng không thể hiện quá thân thiện hoặc xa cách lãnh đạm sau khi cho phép tạ thị đứng lên liền sai người ban thưởng ghế ngồi tạ thị vội vàng tạ ơn ngồi ngay ngắn trên ghế đợi hoàng hậu nương nương nói chuyện hoàng hậu từ lúc tạ thị hành lễ đã bắt đầu đánh giá vị phu nhân ăn bá phủ này rồi. Lúc trước vào ở Dương Châu, bà chỉ biết về xuất thân Tạ thị, nhưng khi đó trong phần đông phu nhân vờn quanh, bà ta đương nhiên không chú ý tới một phu nhân của thương gia nho nhỏ. Nay thân phận thay đổi, bà ta lại dâng lên hứng thú muốn quan sát nhiều hơn. Tuy rằng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng làn da của Tạ thị vẫn trắng nõn tinh tế, là loại da thịt trắng mịn tinh tế như sứ đặc hữu của nữ nhi giang nam mắt hạnh môi đỏ mọng, cho dù hiện tại nhìn xem, đó cũng là một phụ nhân dịu dàng tú mỹ. Nghe nói thẩm mậu đối với vị phu nhân này là tình ý nồng nàn, vậy cũng không kỳ quái, dù sao tạ thị vẫn có vài phần tư sắc. Bất quá, có tư sắc thì đã sao, cũng đánh thắng được thiêu nữ 18 sinh tươi như hoa dâng tới miệng. Đến lúc đưa hai mỹ thiếp tới thẩm phủ, dùng hết tất cả vốn liếng lôi kéo thẩm mậu, thì một thê tử như tạ thị sao có thể đấu lại thiếp thất kiều mị quyến rũ cơ chứ? Hoàng hậu cao quý cười, bày ra tư thái thân thiết, nhưng trong xương lại lộ ra loại đắc ý cao cao tại thượng. Ý vị nói thẩm phu nhân đến kinh thành cũng đã mấy tháng rồi, không biết đối với cuộc sống kinh thành đã quen hay chưa? Tạ thị luôn ngồi quy củ đợi hoàng hậu mở miệng, lúc này nghe thấy hoàng hậu hỏi, tự nhiên lễ phép trả lời, thanh âm mềm nhẹ, cung kính thỏa đáng đáp lời, hồi hoàng hậu nương nương thần phụ hết thảy đều tốt để nương nương lo lắng rồi nào có như thế phu quân ngươi giúp bệ hạ giải quyết được nan đề lớn như vậy con gái của ngươi lại cứu bệ hạ một mạng nói ra phu nhân quả thật có phúc vần có thể có có được phu quân và nữ nhi tốt như vậy hoàng hậu mỉm cười thái độ thân cận giống như đang cùng tạ thị thảo luận việc nhà mà thôi bà ta càng như vậy tạ thị lại càng không dám thả lòng một người bề trên cao cao tại thượng, nếu đột nhiên có một ngày hạ thấp người ban ân cho ngươi, như vậy tất nhiên là có chuyện sở cầu, hoặc là nói muốn có thứ gì đó, vì thế Tạ thị càng tỏ ra cung kính, mang theo nụ cười tiêu chuẩn, vì bệ hạ và hoàng hậu làm việc, là mong muốn trong lòng của mỗi thần dân Đại Ung. Ưm. Hoàng hậu nhìn Tạ thị cúi nửa khuôn mặt, phụ nhân này, một giọt nước cũng không lọt bất quá như thế thì đã sao an bá vì quân vương phân yêu như thế nay lại là hoàng thương mỗi ngày bên ngoài làm lụng vất vả trong lòng bệ hạ và bổn cung đều cảm thấy vui mừng tạ thị nghe chiều hướng hoàng hậu nói chuyện tựa hồ vẫn xoay chung quanh thẩm mầu dường như hôm nay chuyện hoàng hậu muốn đề cập có liên quan tới thẩm mầu câu có câu không đều là khen ngợi lại cố tình chuyển hướng chẳng lẽ trong lòng tạ thị nhảy ra một ý niệm ngón tay hơi co lại, liền nghe thấy giọng nói của hoàng hậu tiếp tục ôn hòa vang lên, nam tử bên ngoài vất vả bôn ba, nữ tử ở nhà phải quản lý hậu viện thật tốt, nghe nói, vài di nương trong an bá phủ trong trước sau đều xảy ra chuyện, bên cạnh e rằng thiếu vắng một chi kỳ ôn nhu. Một ngọn gió xuân thổi tới, kèm theo tiếng nội thi cao giọng hô vang, bệ hạ giá lâm. Hoàng hậu liền ngưng lại, ngừng đầu nhìn sang, Minh Đế trong bộ thường phục cổ tròn màu vàng sáng, một bàn tay đặt ngang bụng, một bàn tay bắt sau lưng, đang cười tủm tìm nhìn cảnh sắc trong ngự hoa viên, sang sảng cười nói, "Phượng đàn, khung cảnh trong ngự hoa viên hôm nay thật tốt, gió xuân nhẹ nhẹ thổi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống những cánh hoa mở bung, làm cho người ta cảm giác mới mẻ a." À. Đi theo phía sau Minh Đế, Ngự Phượng Đàn khẽ mỉm cười, thân mình trong bộ áo bào trắng rộng thùng thình mà sinh ra vài phần cảm giác thản nhiên phiêu giật, đứng trong hoa viên, đặc biệt tươi mát lóa mắt, thần cũng là thấy bệ hạ vì quốc sự mà mỗi ngày làm lụng vất vả, mặc dù không giúp được việc gì, nhưng có thể làm cho bệ hạ thả lòng nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí mát lành đầu xuân, đối với thân thể quý trọng ngàn vàn của người rất có lợi. Mình đế hít thở sâu một hơi, cảm thấy không khí nơi chóp mũi xác thực so với ngự thư phòng nói còn tươi mát hơn liên tục mấy ngày liền vì quốc sự làm việc vất vả nay sự căng thẳng trên da mặt đã thả lỏng không khí hàng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra vài phần nhưng đầu nói trương các lão về sau đến nơi này nghị sự kỳ thật cũng rất không tệ cảnh xuân tươi mát người cũng sẽ không còn buồn rầu ngột ngạt nữa chủ ý này thật mới mẻ trương các lão vì hỏi cúi thấp người cười yếu ớt đáp lời. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu sau khi nhìn thấy Minh Đế, liền để cho Mễ Ma Ma đỡ từ trong đình đi qua đây, hành lễ với Minh Đế, trong lòng có chút ngoài ý muốn việc Minh Đế mới sáng sớm đã xuất hiện ở ngự hoa viên này. Ồ, hóa ra từ đồng nàng cũng ở đây. Minh Đế thoạt nhìn tâm tình không tệ, cười cho phép Hoàng hậu đứng lên, ánh mắt thâm thúy lại từ trên người Hoàng hậu rời sang tạ thị đi theo bên cạnh đang cúi người hành đại lễ ở phía sau, hắn vẫn còn lưu lại chút ấn tượng với tạ thị, cười nhạt một tiếng, phu nhân an bá phủ cũng ở đây sao? Thần phụ gặp qua bệ hạ, tạ thị đi lên trước hành lễ, sau đó mới đứng dậy nói, hồi bệ hạ, hôm nay là hoàng hậu nương nương triệu kiến thần phụ. Mình đế nghe vậy, con ngươi liền đảo qua khuôn mặt của hoàng hậu, trong hai tròng mắt sâu thảm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ý vị thâm trường nhìn hoàng hậu chương 320, Hoàng hậu bị chọc giận, 2. Hoàng hậu bị hai trong mắt sắc bén của Minh Đế nhìn chằm chằm, trong lòng hơi hơi khẩn trương, thần thiếp thấy phu nhân An Bá đến Kinh Thành đã lâu, liền muốn hỏi thăm một chút nàng đã quen với cuộc sống mới ở đây hay chưa? Xem ra Hoàng hậu rất quan tâm tới An Bá Phủ, lúc vừa tới đây, thần loáng thoáng nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới hậu viên vắng vẻ. Ngự phượng đàn cười nói, Tạ thị ngước mắt liếc nhìn ngự phượng đàn một cái, nhưng thấy khóe môi hắn mang theo một chút tươi cười thản nhiên, vừa nhìn thì cảm thấy vô ý, nhưng nghe kỹ lời nói ấy, cảm giác nụ cười thông dong ấy lại hàm chứa vô hạn ý vị thâm trường. hậu viện vắng vẻ, sắc mặt minh đế trầm ngâm nhìn không thấu suy nghĩ lúc này của ông ta, hai chồng mắt luân phiên đảo qua đảo lại trên người hoàng hậu và Tạ thị. Trường các lão lại đột nhiên tiến lên trước. Đứng trước mặt hoàng hậu, chắp tay nói, hoàng hậu nương nương quả nhiên là nhất quốc chi mẫu địa vị cao quý, đoan trang thành thục, hào phóng hàm tú. Trương Các lão đột nhiên cất tiếng tán thưởng hoàng hậu, khiến nét mặt bà ta hơi lộ ra nghi ngờ, không biết vị cựu thần này sao lại bỗng dưng ca ngợi mình như vậy, đáy mắt xuất hiện tia tìm tòi nghiên cứu. Trong đôi mắt thâm thúy của minh đế lướt nhanh qua một tia sáng, dường như nghĩ tới điều gì, chuyển tầm mắt về phía Trương Các lão hơi hơi nhíu mày, mỉm cười mờ miệng nói, trương các lão, người tán thưởng tử đồng như vậy là vì chuyện gì? trương các lão hơi hơi xoay người, cúi đầu trả lời minh đế, bệ hạ, với những lời hoàng hậu vừa mới nói, thần cũng đang có ý tưởng tương tự. nay bệ hạ chính trực tráng niên, lại là thời điểm hương thịnh nhất của nước nhà, bệ hạ đã có năm năm không tuyển tú, đúng như lời hoàng hậu, hậu cung vắng vẻ, phi vị tần phi vẫn chưa đầy thần muốn thỉnh bệ hạ, năm nay vì thánh thượng tuyển tú. Nghe trương các lão nói, hoàng hậu bị một phen đầu óc choáng vắng, bà ta vừa rồi nói rõ ràng là thẩm phủ thiếu di nương, muốn ban thưởng cho hai mỹ thiếp, như thế nào đột nhiên quanh co lòng vòng, trương các lão lại đề cập đến hậu cung của hoàng thượng, lúc này liền muốn mở miệng phản đối. Đáng tiếc trương các lão kinh nghiệm triều đình già dặn, chuyện gì cũng đều sớm có tính toán, làm việc thỏa đáng sao có thể cho hoàng hậu cơ hội mở miệng. Sau khi bẩm tấu xong với minh đế, lập tức quay về tài đề cũ, vẻ mặt áy náy nói với hoàng hậu, gần đây, thần đều cho rằng hoàng hậu nương nương lòng giả không đủ rộng lớn, không vì giang sơn xã tắc đại ung mà suy nghĩ, cho nên làm hậu cung bệ hạ vắng vẻ. Hôm nay nghĩ đến, thì ra hoàng hậu nương nương đã sớm có ý tưởng như vậy. Thần thật sự là hồ thẹn, xin hoàng hậu nương nương giáng tội. Hoàng hậu nghe xong lời trước đó, dù có lòng muốn phản bác, thì hiện tại trong bụng đang có trăm ngàn con nhện bò qua bò lại, thế nào cũng không mở miệng được. Bà ta còn có thể nói cái gì, chỉ cần bà ta vừa mở miệng phản đối, liền thừa nhận câu nói lòng giả không đủ rộng lớn, gánh tội danh không vì Giang Sơn xã tắc đại ung mà suy nghĩ. Mình đế năm năm nay không tuyển tú, dựa theo quy củ tổ tông, ba năm tuyển tú một lần, mình đế sau lần tuyển tú sáu năm trước ba năm kế tiếp đã có người nhắc tới, nhưng Minh Đế không để ý, Hoàng hậu cũng không chủ động đề cập. Người mới tiến cung vào sáu năm trước thật vất vả mới thành người cũ, nên thu phục bà ta đã thu phục, vừa mới trải qua vài ngày thoải mái, lại phải giúp Minh Đế tuyển tú nữ mới, điều này có thể khiến lòng Hoàng hậu thoải mái được sao? Bà ta cố đẻ nén cơn tức giận đang trực trào dâng lên khỏi lồng ngực, vẫn duy trì nụ cười hiền lành cố gắng làm cho mình có vẻ nhã nhặn dịu dàng hào phóng, nhưng lại không cách nào áp chế lửa giận trong đôi mắt xinh đẹp kia. Mình đế nghe xong lời đề nghị của trương các lão, khẽ nhíu hàng chân mày rậm, biểu tình trên mặt và ý nghĩ trong hai tròng mắt, đều lộ ra ý tán đồng. Trương các lão hiểu ý nở nụ cười, ngày mai chính thức dâng tấu, cho mình đế một cái cớ danh chính ngôn thuận, bề ngoài là tuyển chọn nữ nhân làm cho hậu cung thêm phong phú kỳ thật Minh Đế đang lựa chọn ra thế sau lưng nữ nhân đó. Mấy năm nay, nhóm hoàng tử dần dần lớn lên, thế lực VC úng dần dần mượn sức, là một hoàng đế thân thể vẫn còn khỏe mạnh mà nói, đây là một loại uy hiếp, đợt tuyển tú lần này, tuy rằng người ngoài nhìn vào là do ông đề xuất, nhưng Minh Đế đã suy tính việc này từ lâu, một là cảnh cáo các hoàng tử đang ngầm dục dịch, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi, hoàng đế còn có thể làm cho nữ nhân khác sinh nữa. Thứ hai là phân hóa thế lực của các gia tộc, dù sao nếu nữ nhi của mình có thể tiến cung sinh hạ hoàng tử thì họ sẽ không cần đi nịnh bợ người khác nữa rồi. Ngự Phượng đàn một tay để ngang trước ngực, một tay khác thì thoảng xoa nhẹ gò má, thưởng thức vẻ mặt khó coi tới cực điểm của hoàng hậu, từ nghẹn khuất tới đè nén tức giận, làm cho khuôn mặt vốn đoan chính trở nên vặn vẹo, hắn phải cố gắng lắm mới nhịn xuống được tiếng cười sắp phát ra quả thật lúc này mà cười thì hơi quá đáng, cũng khiến người ta cảm thấy mình khá thất đức khi vui sướng trong lúc người gặp hỏa. Hắn chỉ có thể khẽ nhếch miệng, nghẹn ý cười, mặc cho tiểu nhân trong bụng lăn lộn cười bò ra đất. Chiều này của vân khanh thật sự là đủ độc a. À, hoàng hậu sau đợt tuyển tú nữ lần này còn phải lo tiếp việc tranh sủng trong hậu cung. Kỳ thật mà nói, nữ nhân ở ngồi lên vị trí hoàng hậu chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng bị người kéo xuống thì cho dù có bao nhiêu người mới, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Thế nhưng Tiết Duy Phương muốn không chỉ có ngôi vị hoàng hậu, thứ bà ta muốn, còn có sự sủng ái của Minh Đế, trái tim của Minh Đế. Cho nên, bà ta không thích tuyển tú, cũng chán ghét có thêm mỹ nhân mới tiến cung. Hoàng hậu tại giờ này khắc này, làm sao còn có tâm tư ban thưởng mỹ thiếp cho người ta, sau khi cho tạ thị trở về, liền nổi giận đùng đùng trở lại chữ tú cung sai người gọi tứ hoàng tử đến. Lúc tứ hoàng tử đến chữ tú cung, liền nhìn thấy hoàng hậu với khuôn mặt đen xì, cơ hồ so với viên ngọc đen trên phượng bào còn đen hơn, trong đôi mắt đẹp phừng phực lửa giận, toàn thân tản ra một áp lực đang cố đẻ nén, chỉ trực chờ khoảng khắc bùng nổ. Trên đường đến chữ tú cung, hắn đã nghe người thuật lại chuyện phát sinh vào buổi sáng ở ngự hoa viên, lúc ấy hoàng hậu vì sao triệu kiến gặp tạ thị ở ngự hoa viên, Hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng việc minh đế bất ngờ xuất hiện, dường như có chút kỳ quái. Đặc biệt đến Ngự Hoa Viên để thư giãn, hay là do Ngự Phượng đàn đề nghị, rồi những chuyện tiếp sau đó cứ thế mà phát triển, việc Trương Các lão đưa ra đề nghị tuyển tú nữ, thực rõ ràng không có Ngự Phượng đàn mớm lời thì sẽ không có lời đề nghị đúng lúc của Trương Các lão. Phía sau chuyện này, ắt hẳn có người sắp đặt, hết thảy mọi việc đều trùng hợp quá mức nhưng là người có thể làm cho một người là cần vương thế tử một người là nguyên lão hai triều ngự phượng đàn và trương các lão liên hợp lại cũng không nhiều hắn nhanh chóng suy nghĩ tường tận mọi việc phát hiện sự có mặt của tạ thị rồi minh đế xuất hiện một cách trùng hợp nói cách khác chuyện này thoát không khỏi liên quan tới an bá phủ an bá phủ vi trầm uyên trong đôi mắt sắc bén của tứ hoàng tử lộ ra một tia âm trầm trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì nếu hắn đoán không sai chuyện này rất có khả năng cũng không thoát khỏi liên quan tới thẩm vân khanh không biết vì sao có lẽ chủ ý này có thể do thẩm mậu đưa ra hoặc là do vi trầm uyên đề xuất nhưng trực giác mách bảo hắn là do thiếu nữ có đôi phượng mâu long lanh như sương sớm mỗi một khắc đều biến hóa đa dạng kia nghĩ ra vừa nghĩ vừa đi bước chân đã tiến vào chữ tú cung vừa vào cửa liền nhìn thấy hoàng hậu đang chống đầu tựa vào trên ghế thở hồn hển khuôn mặt đỏ bừng thực rõ ràng là tức giận không kìm nổi lúc nhìn thấy tứ hoàng tử hoàng hậu đẩy cung nữ đang xoa bóp huyệt thái dương của mình ra đứng lên hai tròng mắt trợn to giận dữ nói con xem đây là chủ ý tốt của cảnh hữu thần hắn nói bổn cung ban thường cho an bá phủ hai mỹ thiếp giờ thì hay rồi tiểu thiếp không đưa qua được ngược lại làm cho bệ hạ nghe thấy Trương các lão còn tưởng rằng bổn cung muốn tuyển tú cho bệ hạ, chụp cái mũ lên đầu bổn cung, muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. Đối với nhi tử của mình, hoàng hậu có chút không khống chế được, bà ta vừa nghĩ tới trong cung lại sắp có thêm người mới, đã cảm thấy hôm nay việc hôm nay tới ngự hoa viên là một sai lầm, cuối cùng nghĩ đến. Nếu không phải cảnh hữu thần bày ra mưu ma trước quỷ này, bà ta cũng sẽ không đi ngự hoa viên vậy thì sẽ không bị nghe được câu nói hậu viện vắng vẻ gì đó, cũng sẽ không bị trương các lão nhắc tới việc tuyển tú nữ. Tứ hoàng tử mặc cho bà ta phẫn nộ quát mắng, mặt vẫn lạnh lùng âm trầm như hầm băng, sâu thẳm trong đôi mắt ẩn chứa một tia rét lạnh, đợi sau khi hoàng hậu chút giận xong, mới lãnh đạm mở miệng, vậy hai mị thiếp kia, mẫu hậu vẫn chưa ban tặng. Trong cung điện đang tràn ngập lửa giận, toàn thân tứ hoàng tử tản ra hàn khí rét lạnh, rất không phù hợp với bầu không khí xung quanh, lúc này hắn vừa mở miệng, lại càng không cân xứng. Thế nhưng, lời nói lạnh như băng kia giống như một chậu nước lạnh hắt xuống đầu hoàng hậu, làm cho bà ta trong cơn tức giận dần, dần tỉnh táo lại, tuy rằng lồng ngực vẫn phập phồng như trước, nhưng sắc mặt so với vừa rồi đã dịu đi một ít, trong hai mắt ẩn chứa hàn băng, giọng nói cũng lạnh lẽo tương tự, nói, còn đưa tiểu thiếp gì nữa, từ sau khi có mặt bệ hạ, căn bản là ta không có cơ hội cất lời. Bệ hạ luôn miệng hỏi thăm thẩm phu nhân, trước lúc bệ hạ rời đi, cũng lên tiếng nói thẩm phu nhân không còn việc gì nữa thì hãy về phủ nghỉ ngơi sớm. Từ đầu tới cuối, ta vốn không có cơ hội chen vào, làm sao ban thưởng mỹ thiếp. Hoàng hậu thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng từ giọng điệu của bà có thể nhìn ra, bà ngay cả hai chữ bổn cung đều không dùng tới, hiển nhiên là trong bụng vẫn còn ôm một cục tức khiến bà ta khó chịu bức bối sau khi tứ hoàng tử nghe vậy càng thêm xác định việc này thoát không khỏi căn hệ tới an bá phủ đôi mắt như hắc ưng lộ ra một tia nhìn sắc bén rét lạnh thẩm vân khanh chuyện này có phải là nàng đứng sau hay không cơn tức lần này của hoàng hậu tất nhiên cũng rơi vào tay cảnh hữu thần trong lòng hắn không yên vốn tưởng rằng phe này lập được công ai biết lại trở thành sai lầm nổi giận đùng đùng về đến nhà vì ngưng tử đang ngồi trong viện cùng em chồng cảnh tâm như thiêu túi lưới, vừa nhìn thấy cảnh hữu thần trở về, liền cười đứng dậy nghênh đón, phu quân, sao hôm nay chàng về sớm vậy? Cảnh hữu thần đang một bụng hỏa, vừa vào sân nhìn thấy vi ngưng tử liền muốn chất vấn, nhưng bắt gặp muội muội đang ngồi bên cạnh, bèn nhịn xuống, nhưng không đáp lại lời của vi ngưng tử, trực tiếp vất tay áo đi thẳng vào trong phòng. Thấy hắn có bộ dáng như vậy, vì ngưng tử cảm giác có chút kỳ quái. Hai ngày nay, tâm tình cảnh hữu thần không tệ, hôm nay hoàng hậu ban thưởng người tới an bá phủ, hắn hẳn là nên cao hứng mới đúng. Sao bộ dạng hiện giờ lại giống như mây đen bao phủ khắp đỉnh đầu, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vi ngưng tử mỉm cười dịu dàng với em chồng đang phóng tầm mắt tò mò đánh giá, nhẹ giọng nói, muội muội hôm nay vất vả muội ngồi với ta cả một ngày, buổi tối muội hãy ở lại dùng cơm cùng ta và ca ca muội đi cảnh tâm như đã sớm nhận ra sắc mặt cảnh hữu thần có gì đó không đúng sao còn có thể chai mặt ở lại khiến người ta thêm khó chịu vừa rồi ngồi chung trò chuyện ấn tượng của nàng đối với người chị dâu mới này cũng không tệ lắm nhu hòa dễ thân cận cũng rất biết cách nói chuyện không cần đâu buổi tối muội đã hẹn với mẫu thân cùng nhau dùng bữa tâm ý của tẩu muội muội xin nhận tẩu vẫn nên dùng bữa với ca ca thôi nàng ta lại nhìn thoáng qua buồng trong lần này giọng nói nhỏ lại nhích tới gần vi ngưng từ thì thầm tẩu tẩu muội biết hai người vừa mới thành thân có lẽ ca ca ở trong chiều làm việc vất vả nên nếu tính tình huynh ấy không tốt xin tẩu khoang dung một chút nàng ấy là đang nói tốt cho cảnh hữu thần vi ngưng từ nào không nghe ra lại nói nàng ta trừ bỏ tha thứ còn có thể như thế nào liền nắm lấy tay cảnh tâm như ôn nhu cười đáp tẩu đã biết cảnh tâm như liền không nói thêm nữa dẫn theo nha hoàn rời đi vì ngừng từ lúc này mới sai tiểu nha hoàn thu dọn kim chỉ còn mình thì đi vào phòng ngủ phu quân chàng làm sao vậy nhìn sắc mặt chàng không được tốt vén tấm màn hồng nhạt lên vì ngưng tử nhìn cảnh hữu thần cười nói cảnh hữu thần nghẹn một bụng tức lúc này trong phòng ngoài phấn ngọc phấn lam ra thì không có người ngoài sao còn nín nhịn được nữa hắn ta liếc qua vi ngưng tử khuôn mặt ngày thường luôn ôn hòa nay tràn ngập bất mãn, trách cứ nói, chủ ý hôm qua nàng nghĩ ra cho ta, nói là ban thưởng mị thiếp cho an bá phủ, đưa cái gì mà đưa, giờ thì hay rồi, mị thiếp bị bệ hạ chặn đường không đưa qua được, còn làm cho hoàng hậu bị buộc tuyển tú thay cho bệ hạ. Chuyện như vậy, vì ngưng tử cũng vừa mới biết, nàng ta chỉ là một phụ nhân nơi hậu viện, đối với tin tức bên ngoài, tất nhiên không nắm bắt mau lẹ bằng nam nhân của mình. Hoàng hậu ban thường Mỹ Thiếp cho an bá phủ vốn là chuyện rất bình thường, nay sao lại trở thành chuyện tuyển tú, bất quá, đầu óc Vi Ngưng Tử nhanh nhạy xoay chuyển, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị, "Phu quân, kỳ thật tuyển tú cũng tốt lắm a." À. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.